Các bạn, ngày hôm nay mình sẽ ăn lem. Con lem các bạn thấy bự không? Đã rồi. Bây giờ ngâm sẽ cho nó nhả cát lên. Nhả cát ra chút xíu cái đầu cái mình hấp xả. Bạn ơi, ngày hôm nay mình thấy mấy cái đọt bầu của mình nó có eo uột quá. Mà toàn là bông bông toàn là bông bông đực không à. Cho nên mình sẽ ra ngoài sân mình cắt mấy cái đọt bầu để mình vô mình xào ăn nha mọi người. Để cho nó đâm đọt. Mới đây. Cái đọt bầu nó có chút xíu nữa các bạn. Cắt luôn. Đó. Chung với mấy cái bông 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 bầu. Ở đây mình cũng được mấy đọt nữa nè các bạn. Do hồi trưa giờ nó bận đó. Bây giờ nó có được một trái bầu các bạn ơi. Nè nó có nè. Vậy mình sẽ chừa nó lại. Ok, mình chừa nó lại. Còn cái thằng nào không có mình sẽ cắt đọt nó luôn. Cái dây này nó có. Mình tưởng là đọt bầu nó bông đực không. Ai giờ nó có con gái nữa. Cái này có không? Có con gái không biết nữa. Ok. Vậy là được rồi. Chồng mình không chồng sao mà toàn bông đực không các bạn ơi. Giờ mình sẽ cắt đọt. Cắt đọt cho nó đâm trái ra. Rồi mình vô mình sẽ lấy cái bông á ở trong nhà mình xào. Nó bị đẹp quá mọi người ơi. Nó bị đèo đẹp quá trời, nó bị kiểu nó bị thiếu dưỡng chất hay sao. Thấy nó đẹp quá. Cắt cho nó đâm đọt ra đây. Tại vì cũng không biết là có trái. Đây là mọi người, phía trong đây nó cũng có nè các bạn ha. Mình trồng nè, có lẽ là nó mát quá hay sao á. Cho nên nó không có ra trái. Cái này mình cắt ít thôi. Cắt chút xíu vậy thôi cho nó ra. Quá trời. Chồng cưng mấy cái dây bầu này lắm luôn á mà. Các bạn nhìn nè. Nè. Các bạn xem nè. Nè, nó chút xíu à. Thấy không? Nó bị đẹp. Mà toàn là bông đực không à. Không được không mà chán chết luôn. Mọi người dùm nè, không được nè. Đây đó các bạn. Ông này chắc năm sau không cho chồng quá. Trồng kiểu gì đó, ra phải cắt trước cao mới uống, không cao mới uống. Cái này mình sẽ nhồi thịt vô đây. Cái này cắt mấy bữa hết rồi. Cắt để cho nó tức nó bung nữa chứ để nó bò hoài nó không có bung. Phải cắt ngon. Dạ, cắt đọt rồi nó cắt mấy cái loại để em coi còn gì bẻ. Cái này các bạn thấy bên Việt Nam mấy cái cây này nó bự chà bá luôn, ngồi bên đây nó thương. Cái bông này. Cái này là nhưng mà cái này mà nước nhiều lại uống. Dạ thì cái đó. Cái cây này là không có nước nhiều được nữa. Nước nhiều quá thì nó cũng không tốt. Khổ ghê. Cái bông bông này nhồi thịt vô nhồi không khéo nó rách. Nó mềm quá. Mềm quá các bạn. Này đó phải ngâm nước đi cho kiến, có kiến nó bò ra. Dạ. Trời ơi. Người ta trồng á, người ta bông đực ít. Còn nội này không trồng kiểu gì mà bông đực không. Nãy em cầm cái đọt kia em lên em thấy được có một cái bông cái. Nó được có trái, có cái trái bầu à. Cái em mừng quá em để xuống em nói trời ơi. Trồng à, cả cây được có con trái một à, bó tay. Chị chóp mẹ nó. Cảm như nãy chị là chị chóp rồi. Em cầm lên mà em còn chưa thấy nữa đó. Cái trái nó lớn lên nè. Nhìn nó không thấy đâu.
nhớ ngày hôm qua cái áo của chị cắt nút của nó luôn thành sao đấy chứ bộ. Thành kiểu đàng hoàng. Ẹo qua ẹo lại. Một bên qua bên lại đều đặn luôn. À. Mai Phước không làm nghề mai, làm nghề mai chống chữ chết. Chống đền, đồ thấy mẹ luôn. Qua lên có ai nói bữa nay trang điểm đẹp gì không? Thắc mắc chuyện đó. À. À, vậy chắc nghĩ là chắc có người trang điểm cho chị ở chỗ đó gì đó. Chứ một mỗi khi chị trang điểm thì nó hơi lợt hơn. Qua em làm hơi đậm hơn. Ừ, mọi lần mà chị đi ăn tiệc chị trang điểm thì mọi người cũng không có để ý là gì làm cho chị. À. Mà bữa nay có em rồi ra chị qua gì cũng có làm. Thật ra chị qua khi chị xuống thì gì cũng dòm gì nói đẹp rồi thôi xong. Đi. Còn mấy buổi chiều mà vừa lè nó về mới chút chút nó cắn nó bỏ hết rồi. Còn tí tô họ nó sạch hết luôn. Quá, thành ra thường chị mà đi đâu á là gì làm hoặc là bây giờ cái phần nhồi thịt các bạn ơi. Ê Ngọc ơi, nãy chị lấy 2 đĩa thịt gà ra rồi Ngọc ơi. Hả, chị tính làm món gì? Ướp là cánh gà, cái đùi gà cũng làm gì? Ướp nướng luôn hả chị? Muốn ướp nướng hả? Dạ, nướng cá, nướng đồ nướng luôn. Cánh gà, thịt gà, nướng gà. Ướp luôn. Sắp nó lên, lấy ra sáng giờ chắc cũng bắt đầu tan rồi. Sách lên chứ chị để hoài nó cũng hư cái phion á. Dạ. Bây giờ mình sẽ dồn thịt vô đây các bạn. Mình bỏ thịt vô đây, bắt đầu mình bỏ lên bếp mà mình hấp nha. Em thấy thằng nhà chùa Linh không? Của nó là chị Linh nhỏ mà. Không, cái loại đó loại ngày xưa. Ờ, bây giờ nó còn. Dạ, bây giờ nó chế khác nè, chị sai đừng rồi, bây giờ nó đi khác nữa. Bạn thấy không? Đây. Nó ôm mai. Nó dồn thịt vô như thế này. Dán lại. Vậy là giờ ai mà muốn thay vậy phải đổi mới hết. Đổi mới hết, cực lắm, còn mấy chị phải kiếm cái chỗ mà cái đồ mà nó bán. Các bạn, bây giờ mình sẽ làm cái món nghêu hấp sả. Nó để đó, mình đem ra chị cắt trước rồi. Mình chải cái sả ở phía dưới này ha. Rồi mình chất nghêu lên. Chất nghêu lên. Cái này không phải con nghêu, con này con gì? Clam. Clam là nghêu à? Nghêu mà nghêu biển ha. Bự luôn. Còn cái nghêu kia nước ngọt, ăn ngon đồ, ăn hồi rau. Này nghêu nè, nghêu biển. Còn nghêu Việt Nam mình là nghêu nước ngọt thôi mọi người. Cũng có nghêu nước mặn rồi, nhỏ hơn chỗ này. À, nhỏ hơn con này bự. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ nêm nha. Mình sẽ bỏ một muỗng ớt sả tế vô. Cái ớt này mình làm nó ngọt ngọt cho nên nó không có cay lắm. Bỏ muỗng vô. Đừng có bỏ nước, tự ra nước đó, bỏ nước là hết ngon rồi. Đây. Còn cái này là tương cà. Tương ớt cay. Chua chua, nhưng mà nó có. Không có là hậu chua chua. Chua chua cay cay. Mình dít chút xíu cho nó có cái màu đẹp lên. Chi vậy? Chi mà cho nó khổ vậy? Đụng cái này mình sử dụng tương cà nghe các bạn, thay vì mình sử dụng me mà mình dùng ráp hay em lên nè hả? Chị đổi cái bao ráp em, cái bao này nó bị dơ rồi mình xài cho rồi cho đi. Một chút xíu dầu ăn vô, dầu ăn vô rồi.
xong. Đó là lý do mà chị không trồng nó vô. Bây giờ mình sẽ chất cái bí này vào đây nha mình. Và mình sẽ để cái rau này trên đây luôn, hấp luôn nha các bạn, hấp hết luôn. Rồi xong. Rồi bây giờ cái nghêu này nó sôi rồi nè các bạn. Bây giờ mình nhớ trộn lên, trộn lên cho cái này nó đều, nó đúng vậy, nó hòa với cái nước ở dưới đó. Chút nữa là cái nước này mình sẽ hút. Mình cực kỳ thích nha. Nghêu hấp thái rồi. Hấp chua chua mặn mặn. Ui da. Kỳ luôn rồi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ review cái món bầu này. Ăn muốn hết rồi các bạn. Giờ mình review cho mọi người nha. Nó rất là ngọt nha mọi người, ngọt dữ lắm luôn, và nó thơm của cái mùi lá bầu á. Với phần cái này mình hấp nó hơi tới mọi người, nó chín quá cho nên cái phần bầu và cái lá bầu nó bị rụt, tại vì cái thằng này nó rất là dễ chín, mà do là mình sợ cái thịt nó không có chín á, cho nên mình hấp nó hơi lâu. Và thành quả là sau khi hấp cái miếng cái bông bầu á, bông nó gục, nó mềm nó gục. Cái thân nó rất là ngọt. Mới ngủ dậy mà ăn gì. Thêm một cái nữa ha. Mới ngủ dậy.